Xin chào bác nhá, chào mừng bác đã quay trở lại kênh của em. Tiếp tục về chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng lục lục kho, đấy sót kho mà ít kia nồi cơm, cúc cu rất nhiều bác hỏi này. Đấy thì còn vài chiếc các bác chốt nhanh luôn nhá. Rồi là chăn đũa hữu cơ sơ đậu nành này, đấy dùng đắp rất mát luôn. Đấy em sẽ đi vào một số mã hàng xả kho bán nhanh luôn, bán nốt luôn luôn nhá. Đấy thì các bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh, đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Lưu ý cho mình khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn nhé, nhận hàng được kiểm tra và thanh toán. Nó em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Trước khi đi vào những cái sản phẩm xả kho thì đợt này bắt đầu là cái dịch đau mắt nó vẫn còn đang xảy ra rất là nhiều. Đó thì các bác bên em có đang bán cái thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy thì các bác có thể mua cái sản phẩm này về để các bác nhỏ mắt này. Cái lọ sản phẩm này thì nó chứa rất nhiều những cái thành phần thuốc bổ, ví dụ như là vitamin E này, B6 này, muối và kali. Những cái thành phần này thì giúp mắt của các bác khỏe hơn, tránh đi tình trạng lây nhiễm bệnh này, rồi là đau mắt đỏ thứ này, rồi thứ hai là phục hồi mắt này, rồi là phục hồi mắt cũng như là làm mắt sáng hơn, trong hơn nhá. Đặc biệt là dùng cho người già rất là thích hợp luôn. Đó, một lọ này sẽ là 12 ml. Hàng này thì của hãng của Roto nhá. Roto là một trong thương hiệu chuyên về thuốc nhỏ mắt rất là nổi tiếng của Nhật rồi. Đấy đây. Đấy, toàn những nhận hàng chuẩn chính hãng luôn nha, vẫn còn nguyên sale này. Đấy, các bác nhận hàng này vẫn nguyên sale này luôn nhá. Về góc góc là các bác xài thôi. Một lọ là 12 ml. Đó, các bác cứ rõ cho em một vài giọt vào mắt, ok. Rõ cực kỳ thích luôn. Nhiều bác hỏi là sản phẩm này rõ có thích không, thích lắm ạ. Cái này anh em cũng đã dùng thực tế mà em thấy rất ok nên em đã nhập về số lượng lớn để bán cho các bác nữa. Đợt này thì nó cũng đang vào cái đợt đau mắt đỏ nhiều. Đấy thì các bác tranh thủ mua về đấy để bổ trợ cái đôi mắt của mình nhá, tránh trạng là nó đau mắt đỏ thứ này, rồi là giúp hỗ trợ điều trị cũng như là giúp mắt của các bác là sẽ nhiều những cái thành phần nó tác dụng vào đấy, giúp mắt khỏe hơn, sáng hơn nhá. Đấy, rất ok luôn. 75.000 một lọ nhá. Lên mã em sẽ là cái thuốc nhỏ mắt của Nhật. Đấy, thuốc nhỏ mắt của Nhật bên em đang gửi bác giá sẽ là 75k nhá, 75k cho một cái lọ thuốc nhỏ mắt của Nhật nha. Đây lọ của nó vẫn là nguyên siêu, đây em lấy cho bác xem qua một lọ này. Đây một lọ nó sẽ nhảy nhá. Đó, về bác bóc là bác xài hàng nó vẫn là nguyên siêu luôn nhá. Đó, về góc bóc là xài thôi, đầy đủ giấy tờ thứ hướng dẫn dụng ở đây hết luôn nhá. Đó, 75.000 lọ nhá, thuốc nhỏ mắt nhá, lên mã sẽ là thuốc nhỏ mắt 75.000 lọ. Đấy, phòng bệnh hơn chưa bạn anh ạ. Đấy, mình cứ rõ trước đi, giúp mắt của bác khỏe hơn, sáng hơn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn sót kho một ít cái mã hàng, đó là cái nồi cơm cúc cu này. Đấy, nồi cơm cúc cu em cũng báo giá luôn cho bác cái giá xả luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái nồi cơm cúc cu. Đấy, nồi cơm cúc cu này, cái này thì nó là dòng nồi cơ nhá, nó là dòng nồi cơm bấm nút quá, nó không phải là dòng nồi cơm điện tử gì nên là rất là dễ dùng. Đó, giá thì em báo luôn, bữa trước thì đang bán là 550.000, hôm nay em sót kho xả kho bán nhanh luôn nhá, còn có vài chiếc bán nốt luôn. 450k bên em bao ship tận nhà luôn. Đó, 450.000 một cái con nồi cơm cúc cu này, bao ship tận nhà. Đó, nồi rất là xịn. Cái này thì em cũng đã nấu thử và cảm thấy cơm rất là ngon luôn. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá. Đây, dung tích của nó là 1.8 lít này. Đấy, 1.8 lít này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Hàng của Hàn Quốc. Nói chung là về cái sản phẩm này thì em thấy chất lượng dùng rất là ổn áp luôn. Đấy, và cái giá thành của nó hợp lý quá. Giá thành hợp lý mà sản phẩm dùng rất ok đây. Đấy bác coi một chiếc này, nồi cực kỳ đẹp luôn, nó thiết kế theo cái dạng là nồi đời mới bây giờ nên là nó nói chung là về cái phong cách nhìn bên ngoài, cảm quan bên ngoài em thấy là rất là đẹp. Đây đấy, nó có cái phần quay sách này. Đấy, phần quay sách nhá, các bác có thể sách mang đi mang lại nha. Một chiếc nồi cực kỳ chắc chắn, cầm sắc sách nặng trịch luôn. Korea này, đấy Korea, đấy cúc cu nhá. Cái này nó hãy bấm nút nhá, bấm nút đấy thì lúc nào cắm thì các bác nhớ bấm nút nhá. Đấy, và khi mà cơm chín là tự động nó sẽ nhảy như thế thôi. Đó. Thiết kế cái phần nắp mở rất là tiện đây, các bác chỉ bấm nút này. Đấy, tự động mở lên. Lúc nào các bác đóng ấn mạnh cái là tự động sẽ đóng lại nhá. Ấn một cái tự động mở lên rất ok luôn. Bên trong thì sẽ gồm có cho bác là một cái môi sới cơm. Đấy, môi sới cơm. Đi kèm luôn các bác là một cái dây nguồn. Đấy, dây nguồn này, đấy, dây nguồn. À, cái con này thì em nói luôn là nó xài điện 220 và công suất nó là rơi vào là đi 900W thôi nhá. Đấy, công suất là 900W. Nói chung là 900W so với chiếc nồi cơm thì rất là khỏe rồi. Đấy, công suất lớn. Nấu cơm cực kỳ chín và rất là ngon luôn. Cái phần lòng nồi của nó rất là dày. Đấy, lòng nồi rất là dày. Lòng nồi đúc luôn. Bên trong có chống dính nhá, rất là xịn sò luôn. Đấy, chống dính rất là ngon. Nồi dung tích sẽ là 1.8 lít nhá. Sử dụng người nhà mình ăn khoảng tầm 3 đến 4 người là ăn là thoải mái rồi. Đây.
bên trong này, mâm này rất là to luôn, cái mâm rất là to nên cái phần nhiệt nó bốc lên rất là khỏe đấy. Bên trong nhá, lòng nồi bằng kim loại này, phần nắp nhĩa các thứ ok cho em luôn, thiết kế cực kỳ sang trọng lịch sự và rất là đẹp đó, nồi rất là ngon. Đây full combo của con nồi này em gửi bác là giá sẽ là 450.000, giá này gần như hiện tại đang là giá tốt nhất thị trường luôn đấy. Các em còn chỉ có 5-6 con đấy thôi thì em sẽ kho bán nhanh luôn, bán nốt luôn nhá, chứ không nó cái này nó không còn nhiều đâu ạ, không còn nhiều đâu đấy. À, nồi cơm cúc cu nhá, dung tích là 1.8L, công suất sẽ là 900W nhá, đấy sử dụng điện 220, nồi rất là đẹp và sang trọng lịch sự, nấu cơm cực kỳ ngon đấy. Dòng này thì cứ bao dùng bao xài luôn đấy, bao dùng bao xài bảo hành bác luôn nhá đấy, nấu cơm cực kỳ ok, cơm chín thấu rất là ngon, cơm cực kỳ dẻo, cái này em đã test thực tế rồi. À, với giá đang gửi bác giá thanh lý xả kho luôn sẽ là 450k đấy, 450k một chiếc nhá, và bao ship đến tận nhà luôn đó. Các bác nào nhanh tay vào việc chốt đơn luôn nhá, vì số lượng nó không có nhiều đâu ạ. Đấy thì các bác chốt luôn, chốt đơn luôn, nồi cơm cúc cu 450.000 một chiếc bao ship, dung tích sẽ là 1.8L nhá, 1.8L đây, nồi của Hàn Quốc made in Korea. Tiếp theo thì ở đây em còn vài chiếc chăn đũi nữa, em cũng lên mã xả kho luôn. Đấy, nói đến dòng chăn đũi thì các bác biết về cái chất đũi nó rồi, cái chất đũi của nó là một cái chất mà rất là mát luôn. Đấy, các bác đắp cực kỳ mát. Đấy, đôi khi là cái mùa này nó đang là cái mùa thu ạ, mùa thu nên là nó kiểu nó dở gương ấy, lắm lúc thì nó lại là không có chăn thì lại là lạnh, ví dụ như là đắp chăn dày quá thì nóng. Đấy thì các bác mua cho em mấy con chăn này về, nó là dòng chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành nhá. Đấy, chăn đũi hữu cơ sơ đậu nành thì đây đó, hàng tem mác đầy đủ này, đây nhân sơ đậu này, đấy nhân sơ đậu nành nhá. Đấy, nó làm từ cái sơ của cái cây đậu nành thôi nhá. Đấy, và bên ngoài nó sẽ là chất đũi làm cực kỳ mát luôn. Đấy, làm rất mát. Cái này thì em bán cũng khá nhiều rồi. Kích thước của nó thì sẽ là vào là đi nói chung là cái chất đũi này các bác đắp thì vô cùng là mát rồi. Đấy, kích thước của nó thì sẽ là 1m7 x 2 nhá. Đấy, 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m khá là to. Đắp khoảng tầm 3 người thoải mái luôn, 2 người lớn một chị em. Đó, hàng rất ok. Hàng này nó của Hàn nhá, hàng của Hàn đấy, rất là xịn luôn. Đó, về các bác đắp cực kỳ thích. Cái con này thì nói chung là em bán cực kỳ nhiều rồi, đợt này nó đang hết hàng nên em còn có mấy chiếc em xả kho luôn nhá. Dòng này nó chăn của nó sẽ là chăn mới luôn các bác nhá, chăn mới đét luôn. Đấy, chăn mới đét nó vẫn còn nguyên trong bịch này này. Đây vẫn nguyên trong bịch này này. Đó, vẫn nguyên trong bịch này luôn nhá. Đấy, em còn vài chiếc em xả kho bán nốt luôn nhá. À, báo giá bác luôn. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái chăn đũi hữu cơ sơ đậu này. Đấy, chăn đũi siêu mát luôn nhá, chăn đũi siêu mát luôn. À, chăn đũi với giá sẽ là đi 100, bữa trước đang bán là 190, hôm nay em xả luôn cho bác là còn có 160.000 thôi. Đấy, 160k nhá, chăn đũi 160.000, kích thước sẽ là 1m7 x 2m nhá, 1m7 x 2m, 160.000 một chiếc nhá. Đấy, 160.000 chiếc bán nhanh xả kho luôn, còn vài chiếc bán nốt luôn nhá. Đấy, các bác nào tranh thủ ưng thẳng vào tốt nhanh luôn nhá. Đấy, số lượng hạn không nhiều đâu. Đó, chăn đũi hữu cơ sơ đậu này nằm siêu mát siêu thích luôn. Đấy, đấy quá ok, may khâu đẹp và tiết vào vàn rất ok luôn. Đấy, các bác cứ về các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra. Đấy, sau đó là các bác nằm đắp thử cho em một hôm, các bác cảm thấy thích luôn, thích lắm, chất nó thích lắm, chất đũi nó nằm mát dã man luôn đấy. Đó, nằm ok lắm. 160.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy hút chân không này, máy hút chân không báo giá bác luôn, đang bán sẽ là 100 hút chân không nhá, máy hút chân không đang bán là 140.000 nhá, 140k, 140.000 máy, dùng rất hay. Các bác mua về muốn bảo quản thực phẩm này, đồ đông lạnh các thứ này, các bác muốn bảo quản thực phẩm cho nó tươi lâu này, giờ nó không bị mất vị mất mùi này, các bác mua về hút trên không, sau đó là các bác vứt vào trong ngăn đá, nó không bị mất mùi nhá, không bị mất mùi mất vị. Đấy, giúp các bác bảo quản đồ một cách là tươi ngon hơn. Đó, rau cỏ các kiểu em nhá. Đây, hàng vẫn nguyên trong hộp này. Này là giấy hướng dẫn sử dụng nhá, giấy sử dụng. Ở đây em sẽ quay test bác xem luôn nhá. Đây cộng dây nguồn. Về các bác cắm trực tiếp điện 220 cho nó xài. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đằng sau có cái nút nguồn này, cắm đây. Đó, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện 220. Đấy, và các bác mở ra cho em nhá, bấm cái nút này, này, bấm hai cái nút bên hông này, nút này. Đấy, bấm nút này. Đấy, bấm sau đó các bác mở ra nhá. Mở ra. Đấy. Đấy, rồi bắt đầu là các bác cho vào cơ, hít thôi. Đây nha, ví dụ ở đây em đang lấy một cái thùng bóng này. Đấy, em cho ví dụ ở đây em đang có một cái miếng thịt nha, em cho vào. Đấy, một miếng thịt này cho vào này. Sau đó đây em cho vào cái máy thôi nhá. Cái này nó có hai mặt nha, cái phần mặt nhám các bác cho quay xuống nhá, mặt nhám cho quay xuống này. Sau đó là các bác dắt cho em cái khe này. Đấy, dắt với khe này và cái phần
lỗ này, ở đây nó có một cái lỗ hít này. Đấy, cái lỗ hít này các bác lựa sao nó vào với lại cái khe của cái miệng túi này để cho nó hít vào nhá. Đấy, vì cái lỗ này là cái lỗ hít chính mà. Đó, các bác dắt vào xem cái khe này nhá. Dắt vào khe này. Đấy, phần còn lại là các bác gảy cái này cho nó khớp vào này. Đấy, khớp vào nhá. Và sau đó các bác đậy cái nắp này vào. Giữ cái này cả. Đấy, các bác đậy cái nắp này vào này. Đó, ấn này, sau đó các bác ấn cho em nút đây nhá, cái nút to này, ấn nút này. Đấy, ấn nút này. Đấy, khi mà các bác ấn nút thì các bác kết hợp cái tay của các bác giữ nhá. Đấy, các bác giữ. Các bác giữ làm sao để cho nó kín vào. Con này hiện tại là nó đang để bị lệch này nên nó không hút này. Đấy, không nhiều bác bảo là làm sao nó không hút được thì đây là hiện tượng đang để bị lệch không hút. Đấy, đang để bị lệch không hút nhá. Đây em sẽ để lại nhá. Em để lại cho bác coi này. Đây. Em để lại cho bác coi nhá. Các bác phải để đúng vào cái lỗ của nó thì nó mới hít được chứ nhiều khi các bác bảo là nó không hít được. Con nào nó hít được hết các bạn. Quan trọng là cách các bác sử dụng nó chưa đúng thôi. Đấy. Dắt đúng vào đây cho em này. Cài lại cho em vào cái lỗ này. Cái khe miệng túi này. Đấy, các bác đóng lại này. Ấn nút này. Đấy, bắt đầu rồi nha. Khớp đúng cái nó hít luôn nha các bác nhá. Nó hít luôn này. Đấy, bắt đầu nó hít luôn này. Nó hít móp cái cục này vào luôn này. Đấy, các bác cứ để tự động nó sẽ ngắt nhá. Tự động nó ngắt. Đó, tự động nó ngắt nhá. Và lúc nào mà xong thì các bác ấn nút cho em cái nút này. Đó, và các bác lôi ra. Lôi ra thì cái con này thì khi mà hít xong là tự động cái phần miệng túi nó sẽ hàn chặt lại luôn. Đấy, nó sẽ hàn chặt lại rất là tiện dụng đây. Đó, nó sẽ hít chặt vào luôn nha. Đấy, để giúp các bác bảo quản đồ ăn thực phẩm này trong tủ lạnh cái thứ một cách là tươi ngon hơn. Đấy, các bác nhìn nhỉ, nó hút hít này, rất là khỏe luôn đấy. Nó cái hộp mà giấy mà đây em đang hít vào nó móp hết luôn này. Đó, thấy không? Hít cực kỳ chặt luôn đấy. Đó, cái này các bác bảo quản tủ lạnh đồ ăn cái thứ trong tủ lạnh rất là tươi ngon và được lâu nhá, được lâu. Đấy. 140.000 nhá, 140k cho một chiếc máy hút chân không nhá. Đấy. Cách sử dụng thì em hướng dẫn bác rồi. Ngoài ra thì nếu mà khi mà các bác muốn mua kèm thêm cái túi thì mình em có bán kèm luôn. Cái túi này thì là một bịch này là 100 túi này, một bịch là 100 túi. 100 túi với giá sẽ là 120k nhá, 120k. Đấy, khi mà các bác mua cả túi cả máy thì bên em sẽ bao ship bác luôn. Đấy, mua cả túi, máy thì là 140. Máy 140k, còn túi là 100 túi thì sẽ là 120k. Hai cái thì cộng vào sẽ là 260.000. Và bao ship tận nhà, còn nếu mà các bác mua lẻ từng món một thì không bao ship đâu. Các bác phải lấy hóa đơn trên 200 mới được bao ship các nhá. Đó, tùy nhu cầu các bác xài. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm này. Đấy. Điện có cái lon, hôm nay mình hút luôn cái lon, cắm điện vào trước này. Đấy, đèn xanh này, là máy hoạt động bình thường. Mở ra nhá. Cho cái lon vào đây nhá, em quay gần vào đây cho chị. Quay gần vào đây. Xem là cái động tác nó hút như thế nào, xem nó hút có đúng như quảng cáo hay không nhá. Người thật việc thật đây nhá, nhà Hồng Quế Shop đang làm luôn đây mọi người ơi. Đấy bà. Người thật việc thật nhá, bắt đầu hút. Có hút được không? Em ơi em thấy hút được không? Thú hút được không? Đây thấy chưa? À, thấy chưa? Ôi trời ơi đời. Đấy, có hút được như quảng cáo hay không? Nó còn hút hơn cả quảng cáo cơ. Đấy, hút cực kỳ ok nhá. Đấy, hút móp cả cái lon luôn. Đấy, thì về các bác chỉ việc là ấn cho em hai cái vật khe nhá, hướng dẫn lại một lần nữa này. Đấy, mở ra, sau đó là các bác lấy cái túi. Các bác cho đồ ăn vào, sau đó là các bác dắt vào cái khe này. Dắt vào cái khe này cho em nhá. Đây này, các bác nhìn này. Đây em sẽ quay cho bác cận cảnh về cái phần. Đây các bác nhìn này, cái phần khe túi bóng này các bác phải dắt vào nhà nhá. Và cái phần lỗ này của nó này. Đấy, các bác cởi ra tí cho em cho nó vào khớp vào hai cái khe của nó. Đó, đâu là các bác sập nó xuống này. Đấy, dập nó xuống và khi nào mà hút ấy thì tay các bác ấn cho em một chút để cho nó ôm chặt vào. Cái phần hút nó sẽ không bị không khí nó vào thì nó sẽ hút hết cái hơi ở trong này xong. Đấy, ấn cho em cái tay này một chút và bấm cái nút màu xanh, nút to nhá, bấm cái nút to. Và cái con này hay của nó là khi mà các bác xài xong là tự động cái phần miệng túi là nó sẽ hàn lại luôn. Đấy, hay của cái sản phẩm này là cái phần miệng túi là tự động nó sẽ hàn lại luôn nhá các bác nhá, hàn lại luôn. Đây nó sẽ hàn kín với nhà và cái không khí nó không chui nữa đó, thì nó sẽ đông cứng với nhà luôn. Đấy, em mút nữa nhà nó vẫn kín mít luôn này. Đấy, và cái không khí nó không bị bay nữa các bác nhá. À, máy thì sẽ là 140.000, còn 100 túi hút nhà thì sẽ 120.000. đó, thì các bác có thể mua nguyên là máy hoặc có thể mua nguyên túi, còn nếu các bác mua theo combo là cả máy cả túi thì sẽ là 260.000 bao ship tận nhà các bác nhá. Dạ, và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bóng đèn đuôi tím này. Lên mã em sẽ cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Bộ này thì nó sẽ bao gồm là cả bóng và cả đuôi luôn. Đấy, bao gồm là cả bóng cả đuôi luôn này. Đây, cái phần này nó bong rồi đấy.
Đi về nếu mà các bác bong là các bác lắp vào đây cái phần mắt led nó này. Con này công suất của nó sẽ là 20W nhá. Đấy 20W. Là một cái bộ sản phẩm này bao gồm là cả bóng và cả đuôi luôn. Đấy, cả bóng và cả đuôi luôn. Đây đây là bóng này, đây là đuôi này và đây là dây nguồn nhá. Dây nguồn khá là dài đấy. À, và cái con này hay của nó là cái phần công tắc. Nó sẽ tích hợp luôn ở cái phần đuôi đèn luôn. Nghĩa là dùng là các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi. Rất tiện dụng, không cần phải ra dây nguồn rút nhá. Và công suất 20W này khá là dùng khá là phổ biến và các bác dùng gia đình cũng ok. Ngoài ra nếu mà các bác muốn thay đổi công suất bóng lớn hơn thì mình có thể xoáy ra và thay bóng khác là ok luôn. Đây, một cái bộ bóng đèn đuôi tím này bên em đang gửi bác giá sẽ là 60k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ bóng đèn đuôi tím. Đấy, bóng đèn đuôi tím nhá, đang bán một bộ này với giá sẽ là 60.000. Đấy, bóng đèn đuôi tím nhá. Đấy, bóng đèn đuôi tím là 60.000 bộ, bao gồm là cả bóng, cả dây và cả đuôi luôn. Và cái đuôi này nó còn có cả tích hợp cả công tắc bật tắt này, rất tiện dụng luôn. Bình thường các bác ra cửa hàng các bác mua lẻ ví dụ như là một quả bóng là khoảng tầm 40.000 rồi. Rồi là một cái đuôi này là đuôi bình thường nó đã 10.000 rồi, đây đuôi này nó còn có cả công tắc luôn. Đấy, rơi vào khoảng tầm cho em là 20.000 nữa là đi 60.000 rồi. Một cái đoạn dây này nữa, dây này thì các bác mua rẻ đấy cũng khoảng tầm 30.000 một đoạn dây nữa, bao gồm nó còn có cả phích cắm luôn nhá. Đấy, là đã rơi vào hơn 100.000 rồi. Đây bên em đang bán chỉ có 60.000 bộ thôi. Đấy. 60.000 bộ bao gồm là cả bóng, cả đuôi luôn nhá, cả dây nguồn, cả công tắc ở cái phần đuôi luôn, rất tiện dụng luôn nhá. 60.000 bộ nhá. Bóng đèn đuôi tím nhá. Đấy, bóng đèn đuôi tím. Bóng đèn đuôi tím này. Đấy. 60k cho một cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá, 60.000 bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà nó con gối massage, lên mã em sẽ cái sản phẩm là cái gối massage này. Đấy, gối massage nhá. Người các bác dùng để massage thư giãn người ngậm sau những ngày làm việc mệt mỏi này. Bác mua xem cái gối này về. Đấy, mình có thể massage nhiều vị trí trên cơ thể. À, đặc biệt là khu vực cổ vai gáy. Đấy các bác ví dụ như làm văn phòng ngồi nhiều này. Đấy, rồi các bác hay bị đau đầu chóng mặt các thứ này. Về các bác massage cho người ngậm nó sảng khoái khỏe phán hơn các bác nhá. Đây một con gối massage. À, một cái bộ sản phẩm mình sẽ gồm có là một cái gối đi kèm cho bác là một cái cục nguồn nha. Cục nguồn này thì về quá cứ kết nối trực tiếp cắm vào cho em là điện 220 cho em là xài thôi. Đây, cắm trực tiếp điện 220. Rồi các bác kết nối với cái phần dây nguồn nó này, cắm vào đây. Đấy, và các bác nghiêng lên bật cho em cái nút này, nút đỏ này. Đấy, nút đỏ là bật này, rồi là đảo chiều này, rồi là bật đèn, tắt đèn các thứ này, đầy đủ cho bác luôn. Nói chung là một con gối cực kỳ ok. Đây thì bên em đang bán khá nhiều. Đây, nó ổn hay lắm. Đấy, đây nó có cả đèn chườm nóng này. Đó. Dòng gối này thì sẽ là dòng gối 16 bi nhá, dòng gối nhiều bi nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy, tay nó đảo này. Đấy, tay đảo nha, thích lắm. Các bác có thể tăng cấp độ lên nhá. Đây có thể tăng cấp độ lên này. Đây em tăng cấp độ lên nhá. Đấy, nó đảo nhanh hơn này. Đấy, nó đảo nhanh hơn này. Đó, cái tay của em này, nó đảo này, thích cực kỳ luôn. Đó, rất ok luôn. Đó, em báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ cái gối massage. Đấy, đi về các bác cứ dựa cổ vai gáy đi các bác, gối và các bác có thể để tay lên cho nó massage này, rồi các bác để bắp chân bắp tay đi, những chỗ nào các bác massage các bác để cho nó ok. Đấy, con này thì hiện tại em đã có giá là 300.000 một chiếc nhá, và bao ship tận nhà luôn. Lên mã em sẽ là cái gối massage. Đấy, gối massage nhá, 300.000 một chiếc nhá, 300k bao ship tận nhà, 300.000 cho một chiếc gối massage này, bao ship tận nhà luôn, hàng dùng rất ok. Đây thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, nói chung là sản phẩm chất lượng mà nó rất là nhiều những cái chức năng hay, tăng giảm cấp độ này, đảo chiều này, rồi là chế độ đèn sửa này, các thứ này, bật tắt ở trên này hết luôn nhá, ở cái hệ thống nút bấm luôn. Cục nguồn này đi kèm về, các bác cắm điện và là xài thôi, rất ok. 300k một chiếc nhá, bao ship ở nhà luôn. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, làm rất thích luôn này. Đấy, massage cổ vai gáy các thứ này, sảng khoái cực kỳ luôn. Đây là chiếc gối massage cổ vai gáy. Gối này thì có 3 chế độ massage, sẽ mô phỏng cho 8 động tác massage chuyên nghiệp. Ở cái gối này còn có chế độ hồng ngoại giúp chườm nóng và lưu thông khí huyết tuần hoàn máu. Gối được thiết kế đường cong công thái học tạo cảm giác mềm mại và ôm trọn cột sống cổ. Đó, cảm giác nằm lên chiếc gối massage này sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nó rất là sướng luôn. Và ngoài cái chức năng chính là massage cổ vai gáy ra thì em này còn linh hoạt massage được ở mọi vị trí như là ở phần lưng nhá. Cho các anh chị em hay làm dân văn phòng hay ngồi nhiều thì massage lưng sẽ rất thoải mái và đỡ mỏi hơn. Massage bắp chân giúp giảm căng cơ sau một buổi vận động hoạt động thể thao nhiều. Ngoài ra còn massage được cả tay, cả lòng bàn chân và bụng, vân vân. Một ngày dành ra 30 phút để massage cho toàn thân sẽ giúp cho thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, thoải mái, giảm căng cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu. Từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Sản phẩm phù hợp cho mọi lứa tuổi từ trẻ đến già. Các anh chị dân văn phòng, những người nào chơi thể thao, bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi nữa khi dùng được, bạn cũng dùng được, mua ở đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, bán rất là nhiều và dùng rất ok luôn. Đấy, đặc biệt các bác mua về bác nào đi làm về mệt mỏi này, đấy, bật lên và các bác sử dụng hưởng thụ cho em, thích cực kỳ. Rồi các bác mua về tặng người già các thứ này, đấy, các bác người già mua về cho các bác một cái món quà cũng rất là ý nghĩa tinh thần luôn. Đó,
300k một chiếc nhá, bao ship ở nhà. Đây mã em sẽ là gối massage. Tiếp tục bên shop về mã hàng đó là cái con bóng đèn 16W này. Con bóng đèn có 3 chế độ sáng rất là hay luôn. Đây em sẽ lấy bác coi. Con bóng đèn LED 16W cực kỳ sáng luôn nhá. Con này thì cái công suất của nó sẽ là vào là 16W này, sử dụng điện 220 đấy, 50 đến 60 hạt nhá. Đó. Nó gồm rất là nhiều những mắt LED nhá, cực kỳ sáng luôn, 16W nhưng mà rất là sáng, và nó có thay, nó có thể là thay đổi các chế độ chiếu sáng khác nhau, màu trắng, màu vàng, chế độ màu trung tính nhá. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy, đuôi phổ thông thôi. Đấy thì về các bác lắp vào là xài, đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, về các bác lắp cái đuôi xoáy nhà mình nhá. Sau đó các bác xài rất tiện dụng, đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220. Sau đó các bác xài nhá, đây. Cắm vô đây. Đấy, và các bác bật này, đây em test cho bác xem nhá. Chế độ thứ nhất này, chế độ đèn trắng này, chế độ thứ hai này, chế độ đèn vàng này, đèn trung tính này. Đấy, các bác muốn đổi các chế độ thì các bác bật cái công tắc này, nó sẽ tự động đổi các chế độ màu khác nhau nhá. Đó thì con này em báo giá luôn, bên em đang gửi bác giá một cái quả bóng đèn LED 16W nha. Đấy, nó gồm rất là nhiều những cái chip mắt LED này, cực kỳ sáng luôn nhá. Các bác nhìn này, nó dày mắt LED luôn nên là sáng lắm. Đó. 30.000 cho một quả bóng LED 16W nhá. Lên mã em sẽ cái bóng 16W này, bóng 16W nha. Đang bán với bác là 30k cho một cái bóng LED 16W nha. Đấy, chỉ có 30.000 thôi. Về các bác dùng thắp sáng được ok cho luôn. Ngoài ra thì cái sản phẩm này khi mà các bác muốn mua kèm thì bên em sẽ có bán kèm thêm nữa là một cái đuôi dài này. Cái đuôi này nó có hay của nó là có công tắc nó tích hợp đây luôn. Và cái phần đầu này nó có cái lò xo, các bác có thể bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Đấy. Cái đuôi này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 các bác nhá. 30k cho một cái đuôi đèn lò xo này. Đấy, 30k. Lên mã sẽ là cái đuôi đèn lò xo nhá. Đang bán một cái đuôi này là 30.000. Còn bóng đèn 16W thì đang bán là 30.000. Đấy thì nhu cầu các bác có thể mua theo cả bộ. Về các bác xài hoặc là mua theo combo, à mua theo lẻ nhá, mua theo đuôi, đuôi là 30.000, còn bóng thì sẽ là 30k nhá. Con này thì nó sử dụng cái hệ tản nhiệt thân nhôm này nên là khi mà bóng nó nóng nó tản nhiệt rất là nhanh, đấy, giúp bóng bền hơn, tăng tuổi thọ hơn nhá. Đấy, rất ok luôn. Bóng 16W là 30k, còn là cái đuôi đèn lò xo là 30.000 coi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái sạc ắc quy 12 và 24V. Đấy, hiện tại bên em đã có hai mã này, một mã 12V và một mã 24V. Mã 12V này thì đang bán cho bác là 190.000 cho một chiếc nhá, 190k. Đấy, lên mã em sẽ là sạc 12V. Sạc được bình là từ 4W cho đến 100W nhé. Đấy, các bác về xem có bình nhà mình bao nhiêu, từ 4W đến 100W này. Đấy, con này thì là 190, còn đây con này nó cao cấp hơn, sạc được bình to hơn thì con này là 330. Đấy, lên mã em sẽ là sạc 24V thì đang bán là 330.000. Đấy. Thì dòng này thì nó chức năng thì nó rất là hay. Nó có chế độ là chống ngược cực này. Ví dụ như là các bác chẳng may là có kẹp nhầm cực thì máy sẽ tự động nó báo lỗi luôn nhá. Rất là hay luôn. Rồi là chức năng chống ngược cực, chức năng là tự tự ngắt khi sạc đầy. Đấy, khi mà các bác sạc đầy bình là tự động là nó sẽ ngắt luôn. Đấy, tự động sẽ ngắt nhá. Thì các bác, ví dụ các bác có thể sạc qua đêm thoải mái này. Rồi là chức năng khử sun phát khôi phục bình này, ví dụ như là các bác lâu ngày các bác không khử cái sun phát trong bình đi, đấy để nó rất là nhanh hỏng, các bác bật cái chế độ là repair, nó có chức năng là khử sun phát nhá. Đấy, khôi phục lại bình, khử sun phát ở trong bình ắc quy đi, giúp bình của bác tăng tuổi thọ hơn, đấy chữ điện được lâu hơn nhá. Đấy, rất là nhiều những cái chức năng chế độ hay ho trong cái sản phẩm này. Hàng này thì của thương hiệu Foxua nhá, hàng của nó sẽ hàng hãng nhá, hàng này thì bên em sẽ bảo hành cho bác luôn. Đấy, riêng hàng hãng này bảo hành cam kết cho bác luôn nhá, cực kỳ chất lượng và bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy. Con này là sạc 12V, sạc được dòng là từ 4W này cho đến 100W này. Còn đây con này là 24V. 24V này thì các bác có thể sạc được cho 12V được nhá. Con này thì sẽ sạc tối đa được là 150W nhá. Đấy, 150W. Con sạc 24V thì sẽ là 330, còn cái con sạc 12V thì sẽ là 190. Đấy, về các bác xem tùy nhu cầu. Các bác thấy bình nhà mình nó phù hợp với cái loại nào thì các bác cái alo bên em sẽ gửi cho bác cái loại đấy nhá. Đây, con này con to hơn này, con này là sạc được bình 24V này. Đấy, con này thì tối đa của nó sẽ được là 150W có nhá. Đấy, 150W này, từ 6W đến 150W, con này sẽ to hơn và sạc được bình to hơn, sạc được bình 24. Con này sạc được nguyên cho bình 12. Đó. Và hai cái mã này thì nhiều bác hỏi là nó có quạt tản nhiệt không, thì đây em nói luôn nhá, đều có quạt tản nhiệt hết nên yên tâm nhá, không bị nóng và cháy nổ đâu. Hàng nó, hàng hãng nó làm cực kỳ, nó yên tâm chất lượng. Hàng này nó xuất đi châu Âu thứ rất là nhiều luôn đấy. Đó, hàng có quạt tản nhiệt đầy đủ hết nhá. Đấy, đảm bảo an toàn chứ không lo cháy nổ đến đây gì đâu. Đấy, và hàng có bảo hành bác luôn nhá. Đó. Sạc 12V là 190, sạc 24V thì sẽ là 330. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái nồi cơm văn phòng. Đấy, nồi cơm văn phòng. Con này thì phù hợp cho bác nào đang đi
dân văn phòng, dân công trình, công trường đấy, cần một cái con hộp cơm mang đi làm đấy, các bác dùng để hâm nóng lại đồ ăn, hoặc thậm chí là các bác có thể nấu chín cơm bằng cái nồi này luôn thì rất ok đây. Một con hộp cơm văn phòng rất là ngon luôn, xịn chất lượng. Mình sẽ bóc cho bác xem này. Hộp này của nó sẽ là hộp mới keng luôn nhá, hộp mới keng luôn. Có phần quai đeo, sách mang đi mang lại rất ok. Dung tích của cái nồi này thì sẽ là 4 lít này. À 2 lít nhá, 2 lít. Công suất nó sẽ là 200W, nó có cắm nguồn trực tiếp 220 nhá. Đây em sẽ mở ra bác coi này. Ngăn bờ trên đầu tiên thì sẽ gồm có là hai cái khay. Đấy. Các bác mở ra để lấy cái dây nguồn nhá. Xem ở trong những cái hũ nào nó có cái đây này, nó có dây nguồn này các bác lấy ra nhá. Đấy, và các bác mở tiếp cái ngăn dưới ra. Ngăn dưới thì sẽ là hai khay nữa nhá. Một khay và một tầng. Một tầng thì sẽ có là hai khay nữa luôn. Đấy. Đấy các bác mở ra. Mở ra thì bên dưới nó sẽ có là hai khay nữa luôn nhá. Tổng nó sẽ gồm có là 4 cái khay. Thì những cái khay này thì về các bác đựng đồ ăn các thứ, về đựng cơm, đựng gạo, rồi là đựng đồ ăn chín, đồ ăn sống ở đây các bác có thể là nấu chín được luôn, cũng như là các bác hâm nóng được đồ ăn nhá. Và em hướng dẫn bác dùng luôn nhá. Đấy đi về các bác này. Đây là dây nguồn này. Đấy dây nguồn này các bác cắm vào cái cổng này cho em. Đây là cổng nguồn. Đấy cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Và khi nào các bác xài thì các bác nhớ cho em là các bác đổ nước vào đây này, đổ trực tiếp nước vào đây nhá. Thì cái nguyên lý động của con này, này khi mà đổ nước vào đây thì cái phần mai sau nó sẽ làm nóng nước và nó sẽ làm sôi nước nhá. Và khi mà sôi nước thì cái phần hơi nước sẽ bốc lên. Đấy bốc lên thì nó sẽ âm ỉ và nó om vào trong cái phần cặp lồng này. Nó sẽ om vào trong cái bốn cái khay này thôi, hai cái tầng này, thì nó sẽ làm cái nhiệt đấy, nó sẽ làm chín thức ăn, chín cơm được luôn nhá, chín cơm luôn. Đấy, và đây là cái phần nút công tắc, dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi, rất tiện dụng luôn. Đấy, an toàn và ok. Đấy, vì về nhớ cho em là đổ nước đây, nhưng mà các bác nhớ cho em là các bác đổ vừa thôi nhá, đừng có đổ đầy quá, đừng có để đổ mà khi mà sau bác để cái này nó không bị trào này. Đấy, để cái này vào nó vừa vừa, nó xong sắp này nó không bị trào là ok. Đấy các bác đổ vào, sau đó bác cho những cái khay này vào, ví dụ là những cái khay bên dưới thì nó cần nhiệt nó nhiều hơn thì các bác để những cái đồ nó khó chín, ví dụ như là gạo này rồi là thịt thà thế này, bên trên những khay bên trên này thì nó nhiệt nó ít hơn thì các bác, ví dụ là các bác để rau cỏ vào cái khay bên trên đấy, và khi nào mà cho vào thì các bác đóng chặt vào đấy, đậy kín vào và các bác cấp nguồn cho nó, sau đó các bác bấm nút và đợi là lúc nào cơm chín là ok thôi. Đấy nó nấu cơm chín trong vòng khoảng tầm là 45 phút nhá, và nó hâm nóng là đồ ăn trong vòng 20 phút thì về các bác cứ chủ động thời gian và các bác xào thôi nhá. Đó hộp cơm văn phòng đấy, mang đi làm, đi du lịch, đi chơi đấy, đặc biệt cho anh em đi công trình, công trường, các bác làm văn phòng dùng rất là tiện luôn. Nó có thể là hâm nóng lại đồ ăn cũng như là nấu chín được thức ăn luôn nhá. Đấy lên mã em sẽ là cái hộp cơm văn phòng nhá. Hộp cơm văn phòng bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 180.000 một chiếc nhá, 180k cho một cái hộp cơm văn phòng này. Dung tích là 2 lít và công suất sẽ là 200W nhá. Sử dụng điện 220 và nấu chín được thức ăn cũng như là hâm nóng lại đồ ăn cho em rất ok luôn. Đấy các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Hello, xin chào các bác nha. Ngày hôm nay em xin giới thiệu ngay đến các bác một con hộp cơm điện 2 tầng. Con này thì cực kỳ phù hợp dành cho các bác là dân văn phòng công sở nhé. Các bác ngại ăn cơm hàng cháo chợ vì sợ cái vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm đúng không? Thì đã có ngay cái con hộp cơm điện 2 tầng này ạ. Con này thì có thể vừa hâm nóng thức ăn này hoặc vừa có thể nấu chín thức ăn. Thời gian để hâm nóng là khoảng 15 đến 2 phút, còn để nấu chín thì trong khoảng 45 phút các bác nhé. Sản phẩm thì có dung tích 2 nít mà gồm có 4 khay inox đều có nắp cả các bác ạ. Và cái này nó sẽ tự ngắt khi hết nước nên là cực kỳ an toàn và thông minh. Giá thành sản phẩm lại chưa tới 200k, rất là rẻ thôi. Thì các bác nào quan tâm em nó có thể bê ngay em nó về đội của mình. Đấy, các bác nhìn nhá, họ nấu chín được thức ăn các thứ nhá, rất ok luôn. Nồi cơm tự nấu này thì chắc chắn mấy bạn công sở sẽ thích lắm đây. Mình thì em ăn cơm đi làm ý, mà trời lạnh thế này thì đến trưa là cơm nguội tanh rồi. Em này có tận 4 khay nên mọi người tha hồ mang tủ thịt thà, rau củ quả các thứ đi nhá. Tất cả mọi thứ mọi người cần làm đó là để thức ăn sống vào mỗi khay này. Đến khi nào mà ăn thì cho nước vào rồi đậy nắp, cắm điện và bật nút ngồi chờ cơm chín thôi. Tên đèn, sau 40 phút thì em nó nấu xong rồi nhá. Úi sợi, hơi nước bay nghi ngút trông ngon chưa kìa. Cơm canh thì chín đều như kiểu ở nhà nấu ý. Thế là từ giờ vừa được ăn cơm nóng lại không phải lỉnh kỉnh sáng dậy nấu nướng mất công. Nồi cơm đấy, nấu có thể là nấu chín cũng như là hâm nóng lại đồ ăn, rất tiện dụng luôn. Hộp cơm văn phòng nhá, 180k nhá, 180.000 cho một cái hộp cơm văn phòng nha. Đấy, các bác vừa xem thực tế về sản phẩm mà dùng rất ok luôn. Đó, cắm trực tiếp điện cho nước vào các bác xài thôi nhá.